Làm sao mà để vào được cái chỗ làm bài ha? Thì khi các bạn vào tới cái giao diện này rồi, các bạn sẽ bấm vào chỗ ba chấm ha, vào phòng. Đó. Thì nó sẽ có ba cái lựa chọn là đang diễn ra, đã kết thúc và chưa bắt đầu. Với một cái bài mà mình chưa học qua thì nó sẽ nằm vào chỗ là đang diễn ra hoặc là chưa bắt đầu nha, thì mình sẽ ưu tiên mình vào cái chỗ đang diễn ra. Đó. Rồi mình sẽ kiếm tới cái môn mà mình đang làm việc đó, ví dụ như là môn tin nè. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ bấm vào phòng. Đó. Bạn đang vào bài kiểm tra. Bạn có chắc chắn muốn làm bài? Khi làm bài xong phải nhấn nút nộp bài để kết thúc phần kiểm tra và khi đó hệ thống mới lưu bài. Đó. Như vậy thì mình sẽ bấm bấm vào thì nó sẽ làm bài ha. Đó, ta sẽ bấm vào kiểm tra. Đó. Rồi là nó vô thẳng đây luôn, là mình sẽ làm bài ở trong đây đó nha. Thì do bạn này đã làm bài rồi ha, cho nên ở chỗ đây nó không có cái nút nộp bài. Còn nếu bạn chưa có làm bài á, thì chỗ này sẽ có cái nút nộp bài. Bạn làm xong thì bạn sẽ bấm vào nút nộp bài nha. Đó. Thì để làm câu kế tiếp đó, sau khi đọc câu hỏi nè, đó thì mình sẽ chọn cái đáp án mà mình cho là đúng nè. À, xong rồi mình muốn làm tiếp á, thì mình sẽ bấm vào những câu sau. Ha, bấm những câu sau đó để mình làm. Còn mình nghi ngờ câu trước bị sai thì mình bấm lùi lại mình coi, mình chọn lại nha. Sau khi xong thì nhớ bấm kết thúc ở đây ha. Cái thời gian nó sẽ hiện ở khu vực ở đây để cho nó biết là mình đã làm như thế nào á, thời gian còn bao nhiêu á. Rồi còn này là cái thời hạn được phép làm, nhưng mà cái thời gian để làm á thì nó sẽ giới hạn ở chỗ này nha. Rồi thì sau khi làm xong bạn bấm mật bài là xong các bạn ha. Đó, cách chúng ta vào làm bài là như vậy. Rồi thì thoát ra ha, trả máy cho bạn.